Quan hệ giữa Ukraine và Ba Lan hiện đang căng thẳng hơn bao giờ hết liên quan tới những tranh cãi về việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine. Nhiều chuyên gia cho rằng điều này sẽ khiến Kiev đối mặt nguy cơ mất đi một đồng minh thân cận ở thời điểm cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn chưa hạ nhiệt và Kiev cũng đang cần mọi sự hỗ trợ cần thiết. Theo giới quan sát, những bình luận gay gắt của Ukraine nhằm vào Ba Lan cũng như tranh cãi về lệnh cấm nông sản và cả động thái từ phía Warsaw đang khiến mối quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng rơi xuống mức thấp nhất từ trước đến nay. Từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát, Ba Lan là một trong những quốc gia ủng hộ Ukraine nhiệt tình nhất và là một trong những nhà cung cấp vũ khí chính cho Kiev. Nhưng việc căng thẳng với Warsaw lại đang khiến Kiev hoàn toàn có thể đánh mất một nguồn viện trợ quan trọng, đặc biệt ở thời điểm chiến dịch phản công của Ukraine đang đình trệ và cần tới hỗ trợ từ quốc tế hơn bao giờ hết. Các chuyên gia cho rằng căng thẳng và bất đồng giữa Ukraine và một số quốc gia ủng hộ mạnh mẽ nhất chắc chắn sẽ củng cố thêm niềm tin cho Điện Kremlin rằng hỗ trợ của châu Âu dành cho Ukraine khó có thể ổn định về lâu dài.